với Indonesia thì họ có rất nhiều những cái tên đã từng thi đấu tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Đây là đội hình của U22 Việt Nam, vẫn là những cái tên quen thuộc đã thi đấu tại những trận đấu tại vòng bảng. Chỉ có một sự khác biệt, đó là ngày hôm nay Nguyễn Ngọc Thắng xuất hiện trong đội hình chính thức để thay thế cho Vũ Tiến Lộc, bị hướng tới trận bán kết thứ nhất của môn bóng nam tại SEA Games 32. U22 Việt Nam là những cầu thủ mặc áo màu trắng ở phần sân phía tay phải mà nhỏ các bạn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đây là Phan Tuấn Tài, Quang Thịnh, Đức Phú vẫn sẽ là một trong những tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam trong trận đấu quan trọng này. Đức Phú là người đã không chơi trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Đây là trận đấu đầu tiên mà U22 Việt Nam thi đấu tại sân vận động Olympic Quốc gia. Họ chưa có bất cứ một buổi tập nào trên sân vận động này. Vào sáng ngày hôm qua thì thầy trò viên Philippe Chuzier đã có một quãng thời gian ngắn đi dạo trên mặt sân của Olympic Quốc gia để cảm nhận điều kiện mặt cỏ cũng như là không gian. Tôi nghĩ rằng việc làm quen sân vào thời điểm này nó sẽ không còn quá quan trọng khi mà mặt sân Olympic là một trong những mặt sân tiêu chuẩn ở đẳng cấp quốc tế và lối chơi thiên về bóng ngắn, kỹ thuật nếu như chúng ta muốn áp dụng hoàn toàn có thể phát huy một cách hết sức hiệu quả. Điều mà tôi quan tâm cho đến lúc này trước hết là hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Việt Nam với trường hợp xuất hiện ngay từ đầu của Quang Thịnh lần thứ hai tại SEA Games lần này. Trong trận đấu ở lượt cuối tại vòng bảng thì Quang Thịnh đã chơi khoảng hơn 60 phút với một chất lượng cao theo tiêu chuẩn của một cầu thủ lần đầu tiên được chơi tại SEA Games. Nhưng Quang Thịnh cũng đã gặp khó khăn về vấn đề thể lực và không thể chơi. Ngọc Thắng, vâng, Ngọc Thắng đã không thể chơi được trọn vẹn cả 90 phút. Cú lên bóng đầu tiên nguy hiểm của Indonesia ở giải đấu năm nay thì U22 Indonesia, Thái Lan và Việt Nam là những đội bóng được đánh giá cao nhất về mặt lực lượng và trong quá trình diễn ra ở vòng bảng năng lực thực sự của mình. U22 Indonesia thì có được một quá trình dễ dàng hơn khi họ thi đấu ở bảng A với những đối thủ không quá mạnh và họ đã có được 4 trận toàn thắng. Hiệu suất ghi bàn là 13 bàn và chỉ được lưới có 1 bàn thôi. Họ đã lần lượt thắng Philippines với tỷ số 3-0, thắng Myanmar 5-0, thắng Timor-Leste 3-0 và lượt cuối là trận thắng trước đội chủ nhà Campuchia với tỷ số 2-1. Đã có tình huống phạm lỗi của Sanata với thủ thành Quan Văn Chuẩn. Quan Văn Chuẩn đã không chơi trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Đó là một quãng nghỉ cần thiết cho hầu hết những cầu thủ quan trọng của đội tuyển U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Trudier và người đồng nghiệp của mình, người đang dẫn dắt đội tuyển U22 với Thái Lan, đều đã lựa chọn không phải đội hình mạnh nhất cho trận đấu ở lượt cuối của vòng bảng. Và đó là một trận đấu có sự quyết liệt nhất định và phần nào đó là những nét tích cực đến từ đội hình không phải mạnh nhất của đội tuyển U22 Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Philippe Trudier đã có một hiệp 2 trong trận đấu đó có thể nói là xuất sắc, có được bàn gỡ và làm chủ hoàn toàn thế trận. Đó chính là nền tảng để giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam, cho dù chơi với đội hình nào, cũng có được sự tự tin để đối mặt tại SEA Games lần này. Như đã nói, đây là một trong những đứa trẻ tài năng nhất của bóng đá Indonesia trong quãng thời gian gần đây. Những cầu thủ sinh năm từ 2001 đến 2004, 2005 đã được Liên đoàn bóng đá Indonesia chăm bắp rất kỹ trong quãng thời gian gần đây, và đặc biệt là họ có quãng thời gian rất dài được đào tạo dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sidney Young. Những cầu thủ sinh năm 2001 như Ricky, như Dewangda đều đã có khoảng hơn 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Witan Suleman cũng vậy. Văn Tùng, quả phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Người đá phạm lỗi là Fajar. Fajar cũng là một trong những phát hiện mới của U22 Indonesia tại giải đấu năm nay.
một cầu thủ được đăng ký trong danh sách là một vị trí phòng ngự, nhưng lúc này đang chơi rất hay ở vị trí tiền vệ phải và đã có được 4 bàn thắng ở giải đấu năm nay. Nhưng vừa rồi là một tình huống mà Faja đã phạm lỗi với Văn Tùng. Có phạt cho U22 Việt Nam. Lê Văn Đô là một trong hai cầu thủ có mặt trong thời điểm này ở khu vực đá phạt. Quả treo bóng của Lê Văn Đô. Pha bóng vừa rồi gợi nhớ cho chúng ta rất nhiều về trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indo. Tình huống đá phạt của Hoàng Đức và Đoàn Văn Hậu băng lên ghi bàn. Vừa rồi cũng là một tình huống sóng gió nhưng nó ở bên phía cánh đối diện. Marcelinho. Phút thứ 6 của trận đấu bán kết giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Tỷ số đang là không đều. Và sau những phút có những thời điểm đẩy cao đội hình thì chúng ta có thể hiểu được rằng hai đội sẽ có những khoảnh khắc kiểm soát trận đấu bằng một sự điềm tĩnh, giữ thế trận để chờ đợi thời cơ. Sự vội vàng trong những trận đấu như thế này hoàn toàn có thể sẽ phải trả giá. Ngọc Thắng. Hồ Văn Cường rất mạnh mẽ, đó là Ahan Pramata. Trong khoảng 3 năm trở lại đây thì Ahan Pramata đã là hậu vệ biên số 1 của đội tuyển quốc gia Indonesia. Một cầu thủ nhỏ con nhưng thi đấu cực kỳ cơ động, có những tình huống tạt bóng và có những pha dứt điểm từ xa ấn tượng. Ahan Pramata chính là người đã có một pha phạm lỗi rất nặng với Tuấn Anh ở vùng giữa sân trong một trận đấu mà chúng ta sẽ không thể nào quên. Một trận đấu mà các cầu thủ Indonesia đã dùng sức mạnh và có phần bạo lực khi đối đầu với U22 Việt Nam tại vòng loại World Cup. Nếu không kể đến trường hợp của đối thủ lớn nhất ở khu Đông Nam Á là đội tuyển Thái Lan thì những đối thủ còn lại như Malaysia hay Indonesia khi đối mặt với đội tuyển bóng đá trẻ nào đó của bóng đá Việt Nam thì họ luôn luôn dùng xu hướng chơi là sức mạnh, là thể lực để cố gắng kiểm soát thế trận, để kiểm soát tình thế. Và không phải lúc nào thì lối chơi thiên về sức mạnh đó cũng có được kết quả tốt. Có Minh Trọng. Hôm nay thì Indonesia cũng đã đẩy đội hình cao hơn so với những lần trước đối đầu với Việt Nam. Họ tự tin vào sức mạnh và chiều sâu đội hình nên đã đẩy cao và pressing với chúng ta. Marcelinho Ferdinand đã cho thấy được sự trưởng thành và độ chín so với tuổi 18 của anh. Thành công của Thanh Nhàn. Lúc này thì cách tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn dựa rất nhiều vào sự cơ động và đột biến của bộ đôi bộ ba trên hàng tấn công. Thanh Nhàn bên phía cánh phải, Lê Văn Đô ở bên phía cánh trái và Văn Tùng ở vị trí trung tâm. Ananda. Quả phạt cho U22 Indonesia. Chúng ta cùng xem lại những xử lý kỹ thuật của Ananda Aliyev. Ngày nay thì Ananda Aliyev cùng với Lee Wangda là bộ đôi tiền vệ trung tâm của U22 Indonesia. Một phòng ngự rất hay của Võ Minh Trọng. Minh Trọng đang có những dấu hiệu của sự trưởng thành vượt bậc, vừa chơi tròn vai trong vai trò của một cầu thủ phòng ngự, hoàn toàn có thể dâng cao để hỗ trợ tấn công bằng những tình huống kiến tạo. Hai cánh cũng là hướng tấn công mà huấn luyện viên Philip Trujillo đã có được kết quả tốt cùng với các học trò ở chặng đường đã qua. Thực ra thì U22 Việt Nam hoàn toàn có thể chơi với những phương án khác nhau, một lối chơi tương đối đa dạng. Nhưng cơ bản chúng ta trông chờ nhiều vào những tình huống dâng cao ở hai biên của những cầu thủ như Minh Trọng hay Hồ Văn Cường. Phút
phút thứ 10 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là không đều và tiếp theo sẽ là quả phạt, quả ném biên dành cho U22 Indonesia. Khả năng ném biên tuyệt vời của Ahan không khác gì một quả tạt, và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ U22 Indonesia. Một tình huống dâng lên bất ngờ của Cô Mang, một pha bóng có thể nói là khá đột biến của đội bóng đến từ xứ Vạn Đảo. Đây là một miếng đánh mà có lẽ là hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đã bị bất ngờ. Mọi người đều tập trung rất nhiều vào Ricky Ritho hay là Witan Suleiman, những người đang tập trung trong khu vực cấm địa. Nhưng chúng ta hãy nhìn Cô Mang. Cô Mang có thể hình tốt, đã rất mạnh mẽ băng lên và dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc là trong tình huống vừa rồi thì các trung vệ của đội tuyển U20 Việt Nam đã không làm chủ được không gian phía trước khung thành của thủ môn. Quang Thịnh đã đón hụt trái bóng và Cô Mang từ phía dưới băng lên đã không vấp phải bất cứ sự truy cản nào để làm tung lưới U22 Việt Nam. Chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh giống như trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với U22 Thái Lan, cũng là một bàn thua rất sớm. Nhưng trong trận đấu với U22 Thái Lan, sau bàn thua, cầu thủ U22 Việt Nam đã bình tĩnh, chơi tốt hơn, mạnh mẽ hơn và đã có sự trở lại ngoạn mục ở hiệp 2. Hy vọng rằng điều đó cũng sẽ lặp lại trong trận đấu ngày hôm nay. Nên nhớ rằng U22 Việt Nam vẫn đang chơi tốt dần lên qua từng trận, và đây là thời điểm họ cần phải thể hiện được sức mạnh tốt nhất của mình nếu như không muốn bị loại ở trận chung kết của giải đấu năm nay. Witan không chỉ là đội đã có bàn thắng mở tỷ số, cho lúc này của trận đấu thì chúng ta cảm nhận được về thời gian giữ bóng cũng như cách mà cầu thủ Indonesia đang là người kiểm soát thế trận. Họ tỏ ra thanh thoát hơn và nên nhớ rằng họ là những người có lợi thế hơn đội tuyển U22 Việt Nam một ngày nghỉ. Rõ ràng là trong một độ thi đấu rất dày như thế này thì có thêm được một ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng như trận đấu mà chúng ta đang theo dõi ở vòng bán kết là một lợi thế. Vừa rồi là tình huống mà Ngọc Thắng đã phải phạm lỗi với Marcelinho. Vẫn là sự chủ động đến từ các cầu thủ áo đỏ. Kèm đây U22 Indonesia được xếp là đội chủ nhà đứng trước nên họ được chọn trang phục, và Indonesia đã quyết định chọn trang phục màu đỏ, chúng ta mặc bộ quần áo màu trắng. Trong những trận đấu vòng bảng thì thường là U22 Việt Nam sẽ mặc trang phục màu đỏ. Vừa rồi thì Quang Thịnh đã làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn và băng lên của Sanata. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Cô Mang, chúng ta đã thấy được khả năng ném biên tuyệt vời của Ahan Pramata. Có lẽ là các cầu thủ trên đội tuyển quốc gia của Việt Nam đã quá quen với tình huống ném biên của Ahan Pramata, và thời huấn luyện Park Hang-seo thì hàng phòng ngự được tổ chức cách chặt chẽ và gần như là chúng ta chưa bao giờ để thua từ tình huống ném biên của Ahan. Bóng ra chính xác của Quang Văn Chuẩn. Ritho, Bagas, Dewangda, Dewangda Santosa là cầu thủ sinh năm 2001, người cũng đã có 14 lần qua đội tuyển quốc gia, người có thể chơi tốt cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm. Một lần nữa ở SEA Games lần này, lứa trẻ của bóng đá Việt Nam lại đứng trước một thử thách. Chúng ta một lần nữa bị dẫn trước từ rất sớm. Và phần còn lại của trận đấu chúng ta sẽ phải chứng minh được rằng chúng ta là những người có khả năng. Đường chuyền vượt tuyến. Lỗi việt vị. Đó là lỗi việt vị dành cho tiền đạo của đội tuyển U22 Indonesia. Người đã băng xuống hơi sớm trong tình huống phản công vừa rồi của các cầu thủ Indonesia là tiền đạo số 9 Sanata.
Trước đó là một tình huống tấn công hay của chúng ta, đường truyền kỹ thuật của Lepando và tình huống băng lên của Thanh Nhàn. Thủ thành Hernando bên phía Indonesia đã có một pha bóng kiểm soát khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự tốt. Anh đã băng ra cách kịp thời và pha bóng ngoài vạch 16-50. Lepando, Thái Sơn, Võ Minh Trọng, Lepando. Những pha xử lý của Võ Minh Trọng ở phía bên trái vào lúc này là một phần quan trọng trong lối chơi của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ở tính vừa rồi thì bóng đã được trả vào trung lộ, nhưng cầu thủ tấn công của đội bóng áo trắng đã không kiểm soát được tình hình. Đường chuyền tốt, bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát trắng U22 Việt Nam. Văn Tùng, rất kịp nha, bóng đã không vượt qua được sự truy cản của Ahan Rabata. Sự phản ứng của U22 Việt Nam sau khi phải nhận bàn thua đến lúc này là tương đối tích cực. Chúng ta đã mạnh dạn đẩy cao đội hình và tìm kiếm được sự gắn kết trên hàng công. Văn Tùng, rất là cú xoay người dứt điểm ở tư thế khó của Văn Tùng đã chưa thành công. Nhưng đó là những tín hiệu chúng ta đã đưa bóng được đến 1/3 phần sân của đối phương, đã tạo ra được những pha phối hợp có tính gắn kết cao. Chúng ta cần duy trì điều này trong quãng thời gian sắp tới. Văn Tùng đủ khôn ngoan để có thể có lợi thế sau tình huống ném biên của các đồng đội. Nhưng tư thế dứt điểm trong pha bóng vừa rồi không phải là một điều có thể đem đến nhiều lợi thế cho Văn Tùng. Và kết quả là chúng ta vẫn chưa có được bàn gỡ. Ananda, Ricky Pio, Marcelinho. Marcelinho thi đấu rất tự do ở khu vực tuyến giữa của U22 Indonesia. Sanata, xuất hiện không nguy hiểm của Sanata. Nhưng những tình huống phối hợp của U22 Indonesia chúng ta thấy rằng rất sắc nét, rất cơ bản. Chuyển bóng từ tuyến dưới, Witan lạc tường, Santana di chuyển, khống chế và dứt điểm. Mười ba bàn thắng ở vòng bảng đã cho thấy được sức mạnh kiểm soát bóng và tấn công của các cầu thủ U22 Indonesia. Một tình huống xử lý bóng có phần lúng túng của Đức Phú trước sức ép của các cầu thủ U22 Indonesia. Đức Phú và Thái Sơn đều là những người rất mạnh về mặt thể lực, với khả năng tranh chấp, cam kết và thu hồi bóng. Nhưng khi có bóng thì Đức Phú và Thái Sơn cũng không phải là những người có khả năng giữ bóng quá tốt. Chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp cơ bản giữa Marcelinho, Witan và Santana. Pha phối hợp trung lộ trực diện với một phong cách rất hiện đại. Các trận đấu tại bảng A của SEA Games 32 với môn bóng đá nam đều là những trận đấu diễn ra trên sân Olympic, và đó là bảng đấu của đội tuyển Indonesia. Thêm một lợi thế dành cho đội tuyển Indonesia khi họ quen sân hơn và dễ dàng nhập cuộc với một tiêu chuẩn mà họ mong muốn. Cho đến lúc này thì đội tuyển U22 Indonesia vẫn đang là những người dẫn điểm trong trận bán kết trước đội tuyển U22 Việt Nam, nhà đương kim vô địch của giải đấu. Sức chứa của sân Olympic tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia là gần tương đương với sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở Việt Nam. Và lúc này thì vẫn còn rất nhiều chỗ trống, nhưng về cơ bản những vị trí đẹp nhất để có thể chứng kiến được trận đấu đều đã được lấp đầy, và rất nhiều trong số này là những cổ động viên của đội tuyển U20 Việt Nam, những người mặc áo đỏ với ngôi sao vàng ở trước ngực. Đang có những khó khăn dành cho đội tuyển U22 Việt Nam trong cách nhập cuộc, và quan trọng hơn là họ đã bị thủng lưới. Nhưng thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều, và bằng một niềm tin dành cho đội tuyển U22 Việt Nam,
những người đã chơi ngày một trở nên tốt hơn sau 4 trận đấu tại Hồng Bảng, thì tôi vẫn nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu mà đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có được khả năng tận dụng thời cơ và vẫn là những người giành quân đi tiếp. Ahan Ramata pha bóng vào hậu vệ trái của U20 Indonesia rất tinh quái và tiến được khoảng hơn 10 mét dọc bàn bên phía bên trái. Ahan đang bị đau sau khi va chạm với các cầu thủ U20 Việt Nam. Chưa hiểu vì sao mà Ahan lại ôm cổ chân và tỏ ra đau đớn đến như vậy sau một tình huống mà gần như là mũi giày của Thanh Nhàn chỉ xước qua cổ chân của Ahan, không có sự va chạm đáng kể. Marcelinho rất điềm tĩnh pha ra cú phản lưới từ phía sau của Sanata. Tôi có nghĩ rằng tuyến giữa của chúng ta đang để cho Marcelinho thi đấu hơi tự do hay không? Tôi nghĩ rằng giai đoạn đầu của trận đấu là quãng thời gian mà đội tuyển U22 Việt Nam đang không kiểm soát được vấn đề của mình. Chúng ta không giữ được trái bóng, đấy là một câu chuyện. Nhưng chúng ta cần phải cảm nhận được đúng nhiệm vụ của mình ở khung giữa sân để khiến cho đối phương gặp những khó khăn trong việc kết nối, trong việc kiểm soát trái bóng. Tất nhiên là thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều và vẫn còn rất nhiều những diễn biến có thể xảy ra trong một trận đấu có thể nói là cân tài cân sắc như thế này. U22 Indonesia có lợi thế về điểm số, có lợi thế về quãng thời gian nghỉ giữa hai giai đoạn. Họ cũng làm một tập thể được chuẩn bị kỹ càng với tương đối nhiều những cầu thủ ở lứa U20. Những người đáng lẽ ra đã là những vị chủ nhà của giải U20 thế giới trong năm 2023. Với lực lượng chuẩn bị như vậy thì Indonesia đương nhiên là một đối thủ mạnh. Việc có được bàn thắng sớm trong trận đấu gặp đội tuyển U20 Việt Nam phần nào đó cũng đã nói lên năng lực của cầu thủ Indonesia. Nhưng việc triển khai các tình huống tiếp theo thì chúng ta hiểu được rằng sai số ở bóng đá trẻ, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, vẫn sẽ là rất lớn. Và đó chính là lý do để cho đội tuyển U20 Việt Nam có lý do để chơi một cách gọi là trầm tĩnh, điềm đạm, chờ đợi thời cơ. Đức Phú đang tấn tả. Hai Việt Nam đang có tình huống triển khai tấn công tốt từ bên phía cánh trái. Lợi thế dành cho các thủ U2 Indonesia. Tăng tốc của Witan Sanata. Bảy cầu thủ phòng ngự áo trắng đã lùi về rất nhanh và chỉ có 4 cầu thủ tấn công bên phía Indonesia. Baja không khó khi chúng ta đã lùi về đủ. Không chịu bóng thấp, pressing khá hay của Lebando. Lebando đã thực hiện khá nhiều những động tác không chịu bóng và xoay người, thoát pressing tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Đã phạm lỗi với Lebando là Bagas. Có vẻ như đội tuyển Indonesia đã đánh giá rất cao vai trò của Lebando trong việc kết nối và tạo ra sự dẫn dắt cho lối chơi tấn công của đội tuyển U20 Việt Nam. Và trong tình huống vừa rồi thì có tới không phải chỉ là vấn đề khiến cho Lebando bị đau, mà chắc chắn là họ muốn dập tắt ngòi nổ của đội tuyển U22 Việt Nam trong một trận đấu quan trọng như thế này. Lebando đã bị đối thủ thúc vào phần đùi non. Có lẽ bước vào trận đấu bán kết này thì huấn luyện viên Philippe Chuyê đã có sự tính toán về mặt chiến lược cho trận đấu bán kết. Ông vẫn sử dụng những gương mặt quen thuộc, những người đã thi đấu chính thức trong trận đấu đầu tiên, trận đấu thứ hai và trận đấu thứ ba của U20 Việt Nam. Những người đã thi đấu tốt trong trận đấu với U20 Thái Lan
như Lê Quốc Nhật Nam, như Phất Văn Khang, như Văn Trường đều đang được để dành trên băng ghế dự bị để chuẩn bị cho quãng thời gian thi đấu ở hiệp 2. Đường chuyền bây giờ là của Thái Sơn. Thái Sơn đang là một trong những nhân tố thi đấu tốt ở vùng giữa sân với khả năng kết nối và khả năng thực hiện được những đường chuyền mang tính chiến thuật cao. Vai trò của Đức Phú lúc này đang là hơi mờ nhạt. Thực ra thì qua mỗi trận đấu thì Đức Phú và Thái Sơn đều đã có những sự tiến bộ nhất. Nhưng vào thời điểm mang tính quan trọng bậc nhất ở SEA Games lần này, khi đối đầu ở vòng bán kết vòng đấu loại trực tiếp trước Indonesia, thì đội tuyển U23 Việt Nam cần có những cầu thủ không chỉ có sự táo bạo, không chỉ có sức trẻ và thể lực tốt mà cần phải có cả kinh nghiệm nữa. Với những con người ngồi trên cái dự bị của đội tuyển U22 Việt Nam vào lúc này thì chúng ta có quyền được kỳ vọng họ sẽ còn có thể có được những đột biến ở thời điểm còn lại của trận đấu. Vừa có một pha lên bóng và tạt bóng khá đẹp ở bên phía góc trái của đội tuyển U22 Việt Nam. Đó là một pha phối hợp quen thuộc giữa Tuấn Tài và Minh Trọng. Minh Trọng đã rất nỗ lực để đưa được trái bóng vào trong, nhưng chúng ta cũng thấy được các cầu thủ phòng ngự của Indonesia đã cho thấy được sự vững vàng. Họ chọn vị trí và pha bóng rất chuẩn xác. Đức Phú. Hồ Văn Cường. Ngày nay thì chúng ta rất khó có thể khai thác được đường tấn công của Hồ Văn Cường, bởi vì ở đó bên phía cánh trái của Indonesia có Ahad Prabata, một trong những cầu thủ đá hậu vệ cánh trái hay của Đông Nam Á. Dewamda. Can thiệp không thực sự tốt của Quang Thịnh, những đồng đội của anh đã kịp bóng lót. Ngọc Thắng. Nguồn không chế bóng bước một không tốt của Levando và sau đó pha cao chân của số 7 bên phía U22 Việt Nam đã phải nhận thẻ vàng. Lỗi cao chân là rất rõ ràng. Sẽ không phải là một vấn đề quá lớn khi mà đội tuyển U22 Việt Nam sử dụng một lối chơi áp sát giống như đối thủ trong trận bán kết này. Đó là đội tuyển trẻ của bóng đá Indonesia U22. Nhưng sự khôn ngoan ở những tình huống thoát pressing, đặc biệt là những tình huống cuối cùng, vẫn là sự khác biệt của các đội bóng muốn có được chiến thắng. Baja. Rất nguy hiểm. Baga. Văn Chuẩn đã cứu thua. Một tình huống phòng ngự xuất sắc của Quang Văn Chuẩn. Mình có rất nhiều lỗ hổng trong phòng ngự của U22 Việt Nam. Vâng, đúng là trong tiếng vừa rồi thì đã có một khoảng trống tương đối lớn dành cho các cầu thủ tấn công bên phía đội tuyển U22 Indonesia. Họ đã thoát được xuống sát được bên ngang. Quả tạt trong tình huống vừa rồi là tương đối lạnh lùng. Tuy nhiên bóng đi ở tầm thấp và vẫn nằm trong quyền kiểm soát của thủ môn Quang Văn Chuẩn. Cô Bằng. Ramata. U22 Việt Nam đang tập trung tấn công bên phía cánh trái và phần sân ngược lại U22 Indonesia thường xuyên tập trung bên phía tấn công bên phía cánh phải với sự cơ động của Faza. Có lẽ đây là đòn trả đũa của Ahad Ramata. Thẻ vàng dành cho số 12 bên phía 22 của Indonesia. Tuấn Tài. Phút thứ 30 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển U22 Indonesia.
kết quả trên sân lúc này đang là bất lợi cho đội bóng áo trắng U22 Việt Nam. Nhưng nếu như sau giờ nghỉ chúng ta chơi với một bộ mặt khác thì đó cũng là điều dễ hiểu. Đây là điều mà U22 Việt Nam đã từng có trong trận đấu của họ gặp đội tuyển U22 Thái Lan ở lượt cuối của vòng bảng. Một trận đấu mà huấn luyện viên Philippe Trugier đã không phát biểu quá nhiều trước trận, nhưng đã có ý khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ chơi hết mình. Và thực tế là trong trận đấu đó, U22 Việt Nam đã bằng những phẩm chất tốt nhất của mình kiểm soát được thế trận, có được kết quả tốt và khép lại các trận đấu vòng bảng tại siêu lần này bằng một kết quả hợp lý. Marcelinho hiện đang khống chế bóng và kiểm soát bóng rất mềm mại. Đi Wanda, Bagas, Ananda, Marcelinho, Sanata rất nhịp nhàng. Đi Wanda, dứt điểm từ xa sở trường của Đi Wanda, đá đi quá cao so với khung thành của Quang Văn Chuẩn. Nhưng những tình huống kiểm soát bóng phối hợp ở phạm vi ngắn nhỏ của các thủ U22 nơi xa là khá tốt. Tôi nghĩ rằng vào lúc này, khi mà U22 Việt Nam đang lựa chọn cho mình một lối chơi hơi thiên về phòng ngự, một hàng phòng ngự được bố trí dày và có sự tập trung cao, thì việc đội tuyển U22 Indonesia đổi cách đá không hoàn toàn là trông chờ vào những tình huống bóng bổng mà tham gia nhiều hơn bằng những tình huống tấn công trung lộ. Đó là một giải pháp và chắc chắn đó cũng là những tình huống mà U22 Việt Nam của huấn luyện viên Philippe cần phải có sự điều chỉnh. Đây là quãng nghỉ dành cho Colin Craig. Chúng ta cùng xem lại quả ném biên của Ahan Ramata. Không ai theo cô mang cả. Và Quang Thịnh là người đã bật cao, không thể đối bóng. Khoảng cách giữa Quang Thịnh và Thái Sơn chỉ là chưa đầy 1 mét và Cô Mặc đã xen lẫn vào khoảng cách đó một cách rất nhanh với một cú đánh đầu rất mạnh mẽ. Cô Mặc Tegus là cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Borneo ở Liga 1, giải đấu ngoại hạng của Indonesia. Đây đã là bàn thắng ở bên phía cánh phải thứ 6 của Indonesia tại giải đấu năm nay. Đội bóng có khả năng tấn công rất đa dạng. Cánh phải 6 lần, cánh trái 3 lần và thậm chí là U22 Indonesia đã có 2 tình huống dứt điểm từ xa của ngoài vòng 16m50 mang lại những bàn thắng. Tình thế trên sân lúc này là không có lợi cho đội tuyển U22 Việt Nam. Bảng điểm đang nghiêng về phía đội tuyển Indonesia. Những vấn đề của đội tuyển U22 Việt Nam không phải chỉ là vấn đề của hàng phòng ngự, mà chúng ta sẽ còn cần phải lưu ý đến việc kiểm soát trái bóng và triển khai lối chơi để tìm kiếm những cơ hội ở phía trên. Với những con người đang có mặt trên sân thì khó có thể kỳ vọng là U22 Việt Nam sẽ có thể kiểm soát bóng tốt hơn và tạo áp lực tấn công mạnh hơn nữa về phía đối thủ. Có lẽ chúng ta cần những sự thay đổi người ở thời gian thi đấu của hiệp 2. Với những phản ứng đến từ ban luyện thì có vẻ như ban luyện của U22 Việt Nam cũng chưa có những động thái quyết liệt trong việc đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Chúng ta vẫn đang kiên trì với cách chơi và kế hoạch đã được huấn luyện viên Philippe Trugier hoạch định từ đầu trận đấu. Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những tín hiệu tích cực từ những cầu thủ thường xuyên đá ở vị trí phòng ngự, những vị trí phòng ở dự bị khi họ xuất hiện lần đầu tại SEA Games này trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Họ đã chơi tốt và đó là một sự gợi mở cho những phương án tiếp theo. Chắc chắn là huấn luyện viên Philippe Trugier và các hậu sự cũng đã có những phương án của riêng mình.
nhưng đây chưa phải là lúc mà họ bung ra những thay đổi. Rất hay, Minh Trọng, thứ hai, Văn Tùng. Tình huống xử lý quen thuộc của Văn Tùng. Đáng tiếc là không có bàn thắng thôi. Rất nhiều những pha bóng tấn công triển khai theo hướng này đã được các cầu thủ trẻ của chúng ta khai thác một cách tuyệt vời. Pha xử lý rất hay của Minh Trọng. Trong pha bóng vừa rồi, thực ra nếu như Văn Tùng bỏ bóng và bóng đến vị trí của Thanh Nhàn ở phía sau có lẽ là thuận lợi hơn. Nhưng Văn Tùng vốn dĩ đã là một sát thủ bẩm sinh, có cơ hội thì anh sẽ tận dụng cách tối đa. Sức ép đã được tạo ra và bàn thắng đã đến. Vẫn là Văn Tùng, bàn thắng thứ 3 của Văn Tùng bằng đầu và bàn thắng thứ 5 của cá nhân anh tại giải đấu năm nay. Tuyệt vời. Không quá lâu sau tình huống dứt điểm đầu tiên của Văn Tùng trong trận đấu này, một pha xoay compa để dứt điểm đi trên khung thành là cú đánh đầu ngược và ghi bàn thắng cân bằng cách biệt cho đội tuyển U22 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng vẫn là cái đầu của Văn Tùng. Quả treo bóng là của Đức Vũ. Vâng, đúng là Văn Tùng. Thực sự là hết nhạy cảm. Bàn thắng quá đẹp của Văn Tùng và nó cho thấy được bản năng sát thủ của tiền đạo Hà Xuân Chiến bên phía U22 Việt Nam. Đó là một pha bóng rất khó, anh Tùng ạ. Vâng. Bởi vì ở phía trước Văn Tùng bị che bởi người đồng đội Thanh Nhàn và có cảm giác như Văn Tùng hoàn toàn dứt điểm theo bản năng của một sát thủ. Chính xác là như thế, chính xác là như vậy. Tôi nghĩ rằng đó là cảm giác của một cầu thủ có cái bản năng để có thể chơi được ở khu vực cấm địa của đối phương. Khi bóng đến là cảm giác chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng là vừa đủ để có thể đưa trái bóng vào đúng cái khu vực cần phải đưa đến. Và đó chính là cái điều mà chúng ta cần. Và tôi nghĩ rằng đó chính là một phẩm chất rất đáng quý từ Văn Tùng, một cầu thủ mà chúng ta không đánh giá quá cao ở khả năng chơi bóng với những kỹ thuật nhỏ, ở tốc độ, nhưng thực sự rất thú vị với những pha chạm bóng cuối cùng, những tình huống kết thúc của cầu thủ này. Văn Tùng là như vậy, Văn Tùng rất đơn giản, hiếm khi nào chơi đến trạng thứ 3. Khống chế, xoay, dứt điểm một trạng, dứt điểm bằng đầu. 5 bàn thắng của Văn Tùng lúc này đều là những tình huống dứt điểm một trạng. Khí thế đang lên và đội tuyển U22 Việt Nam đang tràn lên. Bóng vẫn trong sân. Vẫn là những tình huống pha động tấn công từ cái chân trái rất khéo của Phan Tuấn Tài. Vẫn là những pha băng lên đúng thời điểm, đúng tốc độ của Võ Minh Trọng đã tạo nên tình huống tấn công bên phía cánh trái ấn tượng và từ đó mới có quả tặng của Đức Phú và Văn Tùng ghi bàn. Thanh Nhàn, Văn Tùng. Lần này thì Văn Tùng đã không thể dứt điểm thành công, rất tiếc. Cú đá trượt bóng của Văn Tùng. Nhưng sau tình huống ghi bàn của Văn Tùng thì trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. U22 Việt Nam đương nhiên có lợi thế về mặt tâm lý, nhưng ở chiều ngược lại thì chắc chắn là cầu thủ Indonesia cũng là những người đã sẵn sàng tiếp ứng và họ hiểu được rằng đối thủ của họ là những người không hề dễ chơi, họ sẽ phải gắng sức hơn để tạo ra một cuộc đua có lẽ là quyết liệt hơn, chất lượng hơn. Đang bị đau là Võ Minh Trọng, một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của U22 Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên. Bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 của Văn Tùng ở phút thứ 35 là một bàn thắng cực kỳ quan trọng đối với U22 Việt Nam. Nó đến ở thời điểm mà chúng ta chưa thực sự chơi tốt, chúng ta cũng chưa tạo được quá nhiều áp lực về phía khung thành của Enando, nhưng chỉ cần một cú treo bóng đơn giản và sát thủ Văn Tùng đã tỏa sáng. Bóng đá là như thế, bóng đá là câu chuyện của thế trận, nhưng bóng đá cũng có thể chỉ được giải quyết bởi một tình huống. Và Văn Tùng cũng như các đồng đội của mình cho lúc này có thể
về mặt thống kê, về mặt số liệu và chuyên môn họ lép vế hơn một chút so với đối thủ của mình ở những phút đã qua. Nhưng về mặt kết quả thì họ có được sự cân bằng. Và Văn Tùng cũng giống như đối thủ cũng đã có được một bàn thắng. Tỷ số của trận đấu lúc này là 1-1 và cả hai bàn thắng đều đến từ những tình huống đánh đầu đẹp mắt, công bằng bên phía U22 Indonesia. Và Nguyễn Văn Tùng của U22 Việt Nam. Lúc này thì Văn Tùng đang vươn lên dẫn đầu trong danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng. 2 bàn thắng bằng chân phải và 3 bàn thắng bằng đầu. 3 bàn thắng bằng đầu của Văn Tùng đều là những bàn thắng hết sức đẹp mắt. Bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với Lào. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu với Malaysia. Và bàn thắng rất quan trọng cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu bán kết với Indonesia. Không có nhiều những cầu thủ của bóng đá Việt Nam lại có được những dấu ấn lớn như trường hợp của Văn Tùng trong khuôn khổ những sự kiện ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games. Nếu như tôi nhớ nhầm thì cách đây 2 kỳ SEA Games, Hà Đức Chinh cũng đã có những dấu ấn nhất định. Nhưng đó là thời điểm mà chúng ta nên nhớ rằng ở trong đội hình thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam có rất nhiều lớn tuổi, họ có bản lĩnh, họ có sự tự tin, họ có sự kiểm soát với một chất lượng của những cầu thủ có đẳng cấp. Đó là trường hợp của Trọng Hoàng, đó là trường hợp của Hùng Dũng. Và ở những năm sau đó, năm 2021 trên sân nhà, chúng ta vẫn có Hùng Dũng, vẫn có Hoàng Đức. Đó chính là một điểm tựa rất lớn. Còn năm 2023 này trên đất Campuchia thì đó hoàn toàn là lứa U22. Và kinh nghiệm thi đấu cũng như chất lượng những con người mà huấn luyện viên Philippe Tuzier đang sở hữu trong tay thực sự là mỏng hơn đáng kể so với những gì mà chúng ta đã thấy ở các kỳ SEA Games gần đây nhất, những lần mà chúng ta đã có được tấm huy chương vàng. Điều đó khẳng định một việc là vào thời điểm này chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc bảo vệ được tấm huy chương vàng. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không có những cơ hội. Và đội tuyển U22 Việt Nam đang đi những bước có thể nói là chậm nhưng có lẽ là rất chắc. Chúng ta một lần nữa lại bị thủng lưới trong trận đấu khó khăn trước đối thủ trực tiếp là Indonesia. Nhưng vào lúc này thì chúng ta cũng đã có được kết quả cân bằng bằng một bàn thắng đẹp của Văn Tùng, chiến sĩ tốt nhất của SEA Games cho đến điểm này với 5 bàn thắng. Phan Tuấn Tài, Quang Thịnh, Đức Phú, Tuấn Tài, một đường chuyền dài, người chạm vào cuối cùng là Lê Văn Đô. Văn Tùng đã bị phạm lỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có lẽ không phải như vậy. Vâng. Tiếp theo là quả ném biên, và bây giờ là các cầu thủ áo trắng U20 Việt Nam không được. Thanh Nhàn, Võ Minh Trọng, cầu thủ đã lui về phòng ngự trong tiếng vừa rồi là pha xa. Sẽ có 5 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Trên sân đang là một tỷ số cân bằng, và thế trận rõ ràng là đã cân bằng rất nhiều kể từ những khoảnh khắc của Văn Tùng. Từ đây không được, cú sửa bóng của Thái Sơn. Một pha phối hợp đá phạt góc theo bài của cầu thủ U22 Việt Nam. Đáng tiếc là cú sửa bóng cuối cùng của Thái Sơn lại đi chệch mục tiêu. Sự bối rối của hàng thủ bên phía U22 Indonesia. Người đã chuyển hỏng trong tình vừa rồi là Devanga. Văn Tùng cắt bóng rất quyết liệt và mang lên cùng Tô Mang. Đã có lỗi của cầu thủ Indonesia, nhưng ngay lập tức sau đó là một loạt những tình huống có dấu hiệu của sự thiếu kiểm soát. Cả cầu thủ Indonesia cũng như những cầu thủ của đội tuyển U20 Việt Nam đều là những con người còn rất trẻ. Họ rất dễ bị rơi vào tình trạng thiếu kiểm soát. Nằm sân vào lúc này đang là một cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam. Người đầu tiên phạm lỗi là Cô Mang. Sau đó thì Võ Minh Trọng đã bày tỏ sự bức xúc của mình và kéo theo một loạt những tình huống có thể nói là rất thiếu kiểm soát của cầu thủ Indonesia. Có những thẻ vàng được rút ra dành cho những cầu thủ tham gia vào tình huống nóng vừa rồi trên sân. Còn bây giờ là quả phạt dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Đứng trước lúc này đang là Lê Văn Đô và Võ Minh Trọng. Người chơi bóng có lẽ sẽ là Lê Văn Đô. Cú đá không quá cao. Không phải lỗi của đội Indonesia, người phạm lỗi là Thanh Nhàn. Thank you.
Trung vệ Coman của Indonesia đang bị đau. Và những diễn biến mà chúng ta đang được thấy trên sân lúc này thì hiệp 1 hoàn toàn có thể khép lại mà không có bên nào ghi được bàn thắng. Như vậy là hiệp 1 của trận bán kết thứ nhất môn bóng đá nam tại SEA Games 32 giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã khép lại với hai bàn thắng được chia đều cho hai đội. Ở hiệp 2 của trận đấu thì đội tuyển U22 Indonesia phải mà nhờ các bạn. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì Indonesia là những người có thời gian kiểm soát bóng tốt hơn, họ đã nhập cuộc tốt hơn và có được bàn thắng mở tỷ số của Coman. Nhưng bằng bản lĩnh của mình thì U22 Việt Nam cũng đã có được sự quân bình về mặt điểm số cho đến thời điểm này bằng bàn thắng của Văn Tùng. Đó là pha ghi bàn thứ 5 của chân sút đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội tại SEA Games 32. Đây là pha lên bóng của cầu thủ U22 Indonesia. Nguy hiểm. Pha lướt đi rất nhanh và có cú dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của Sanata, mũi nhọn chơi cao nhất tràn tấn công của U22 Indonesia. Trước đó là đường truyền của Witan Suleman. Nếu như U22 Indonesia có sự thay đổi người ở khu tuyến giữa thì U22 Việt Nam cũng đã có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Huỳnh Công Đến đã được đưa vào sân để đánh cặp cùng với Thái Sơn ở vùng giữa sân. Hồ Văn Cường đã được rút ra và Đức Phú được điều chuyển sang bên phía hành lang cánh phải. Một sự thay đổi người quen thuộc của viên Philip Chuji. Tafoni. Tafoni cũng chỉ là một nhân tố dự bị cho đội của U22 Indonesia, nhưng anh đã chơi tốt trong trận đấu cuối cùng của U22 Indonesia với đội chủ nhà Campuchia. Và đó là lý do ngày hôm nay anh được huấn luyện viên Siafi đưa vào sân từ rất sớm để thay thế cho Adnanda, người đã thi đấu có phần mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên. Với bàn thắng ở phút thứ 35 của Văn Tùng thì lúc này lợi thế về mặt tâm lý có vẻ như đang thuộc về những cầu thủ trẻ của chúng ta. U22 Việt Nam đã có sự điềm tĩnh và sự tự tin hơn để lên đến một hiệp 2 thi đấu thành công hơn so với quãng thời gian thi đấu của hiệp 1. Trong suốt cả 45 phút thi đấu của hiệp đấu đầu tiên thì U22 Việt Nam chỉ có được một tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất, và đó chính là tình huống đánh đầu thành bàn của Văn Tùng. Những pha lên bóng hiệu quả và chất lượng của U22 Việt Nam vẫn là những tình huống tấn công dọc theo hành lang cánh trái, nơi có những tình huống phát động tấn công chính xác của Tuấn Tài và khả năng cơ động, tốc độ và kỹ năng xử lý bóng khéo léo của Võ Minh Trọng. Levando, Đức Phú, Văn Tùng, Levando, vẫn là Levando, căng ngang không được. Người đã cắt bóng là trung vệ Ferrari. Trung vệ của đội tuyển Indonesia đã chơi một cách điềm tĩnh trong tình huống này, ở một tư thế không hoàn toàn chủ động. Nhưng người đá băng đội trưởng của đội tuyển Indonesia cũng đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Levando. Và cắt bóng rất hay của Đức Phú. Vẫn là Đức Phú, khả năng pressing tốt. Rất tiếc là đội bóng của chúng ta đã pressing không thành công. Và ngay sau đó là pha can thiệp kịp thời của Ngọc Thắng. Khi Ngọc Thắng được trao điểm tin thì trung vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi rất tốt. Ngọc Thắng đã có 60 phút xuất sắc trong trận đấu với U22 Thái Lan. Và khi góp mặt trong đội hình chính của U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay thì Ngọc Thắng cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tôi nghĩ rằng kể từ hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu cuối cùng tại vòng bảng cho đến lúc này thì U22 Việt Nam đang làm tốt việc tạo ra được một khoảng cách hợp lý, gắn kết giữa các cầu thủ, giữa các tuyến với nhau. Và khi cần có sự hỗ trợ thì đội tuyển U22 Việt Nam đã có được những điều cần thiết. Khoảnh khắc mà chúng ta để thua trong hiệp một trận đấu là khoảnh khắc mà chúng ta cho dù vẫn có được số đông cầu thủ phòng ngự bên sân nhà nhưng lại không có được sự tập trung và duy trì được khả năng tranh chấp cần thiết. Phần còn lại là những gì mà chúng ta có thể coi là hợp lý với những con người, với chất lượng của bóng đá U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Pha lên bóng của cầu thủ Indonesia. Adan Witan Suleman. Witan đã có dấu hiệu chững lại trong những năm gần đây, một người được đánh giá rất cao thuộc thế hệ trẻ của bóng đá Indonesia, người đã được đào tạo và trưởng thành tại Slovakia trong những năm gần đây tại những giải đấu lớn như SEA Games hay AFF thì Witan đã không còn có được một phong độ thực sự chói sáng. Cầu thủ quan trọng nhất trên hàng tấn công lúc này của Indonesia đó là Marcelinho, cầu thủ sinh năm 2004. Phát bóng dài của Quang Văn Chuẩn, bóng luôn được hướng đến vị trí của Văn Tùng. Minh Công đến Lê Văn Đô, Thanh Nhàn, vẫn là Thanh Nhàn, Thanh Nhàn và Ritho. Chúng ta thấy được kỹ năng phòng ngự cá nhân của Ricky Ritho tốt như thế nào trong tình huống tranh chấp với Thanh Nhàn, một sự tập trung cao độ. Thực ra thì pha bóng này đã có lỗi của Ricky Ritho, pha vào bóng của Ricky không chụp bóng. Trợ lý trọng tài số 1 ở một vị trí quan sát rất gần đã không đưa ra tín hiệu. Tính chủ động của đội tuyển U20 Việt Nam trong những phút vừa qua của hiệp 2 là tương đối tốt. Chúng ta có nhiều bóng và chúng ta tổ chức tốt những tình huống pressing ở bên phần sân đối phương. Cho dù không phải là ngay ở nhịp đầu tiên thì U20 Việt Nam hoàn toàn có thể có những phương án để đảm bảo sự liên lạc trong những tình huống áp sát. Vừa rồi một pha bóng nữa cho chúng ta thấy được khả năng chơi bóng đầy tự tin của Marcelinho. Faza, Witan Suleman. Lúc này thì Witan đã trở về và thi đấu ở trong nước cho câu lạc bộ Persija. Mùa giải năm nay thì Witan cũng đã ra sân 10 lần trong bộ áo của Persija và ghi được 2 bàn thắng của đường chuyển thành bàn. Persija đang là đội bóng thi đấu tại Liga 1, giải ngoại hạng của Indonesia. Tiếp tục lại là một quả đem biên nữa của Ahan Pramata và chúng ta hãy nhìn cách các cầu thủ phòng ngự của Việt Nam tổ chức chống lại quả đem biên này như thế nào. Coman đã rời sân nhưng Ferry cũng là một trung vệ có chiến thuật rất tốt. Ahan Pramata, Quán Văn Chuẩn, cú đá của Marcelinho rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đối thủ U22 Indonesia. Từ hai quả ném biên của Ahan Pramata thì chúng ta đã để thủng lưới 2 bàn. Lần này Quang Văn Trần đã đoán được bước 1 tốt nhưng chúng ta lại thua ở bóng 2. Không có tiền vệ nào kiểm soát khu vực trước của 16m50. Lê Văn Đô đứng xem. Có vẻ như bóng đã khẽ chạm vào chân của trung vệ Ferrari. Có lẽ là bàn thắng sẽ được tính cho Ferrari. Cái duyên của các trung vệ bên phía U22 Indonesia. Rất đáng tiếc cho tình huống phòng ngự vừa rồi của đội tuyển U22 Việt Nam. Đầu tiên là cú đẩy bóng của Quang Trần. Nếu như là một pha cản phá tiêu chuẩn thì đó sẽ là một cú gạt bóng về cánh đối diện chứ không phải là một cú đẩy bóng về
hướng trực diện để có thể khiến cho đối phương có sự thuận lợi trong tình huống bóng hai. Nhưng điều quan trọng là ở tình huống tiếp theo thì các cầu thủ của đội tuyển U20 Việt Nam đã không có được sự tập trung cần thiết để hỗ trợ cho Quang Văn Chuẩn. Một lần nữa trong trận bán kết tại SEA Games này, đội tuyển U20 Việt Nam bị đặt vào tình huống bị dẫn trước. Có vẻ như cách sắp xếp về mặt nhân sự và tổ chức đội hình để chống lại những tình huống cố định của U20 Việt Nam chưa tốt. Trong những pha bóng giống như vừa rồi, chúng ta thấy ở châu Âu, ở tất cả các sân chơi đều luôn có một cầu thủ Á nữ ở ngay trước cửa 16m50 của đội nhà. Nhưng trong pha bóng vừa rồi, anh Quang Tùng cũng đã nhìn thấy không có một bóng áo trắng nào của vực nguy hiểm đó. Vấn đề là những bàn thua của đội tuyển U20 Việt Nam đều xuất hiện ở đầu các hiệp đấu. Đó là quãng thời gian mà cho dù chúng ta chơi với số đông thì sự tập trung không phải là mức độ cao nhất. Vấn đề là chúng ta sẽ phản ứng như thế nào ở những tình huống tiếp theo với quãng thời gian rất dài còn lại. Vẫn là những nỗ lực tuyệt vời đến từ bộ đôi Phan Tuấn Tài và Võ Minh Trọng. Võ Minh Trọng đang có một trận đấu chói sáng trong quả của U20 Việt Nam. Rất tích cực, rất lắt léo ở hành lang cánh trái và thường xuyên tạo ra những quả tạt chất lượng. Quả tạt bóng vừa rồi của Võ Minh Trọng đã khiến cho hàng phòng ngự của U22 Indonesia trao đảo. Và chốt chặn đáng tin cậy nhất của họ, Vicky Vio, chọn được một vị trí phòng ngự chuẩn xác để có thể cản phá được quả tạt của Minh Trọng. Bây giờ mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều với Văn Tùng và đồng đội. Thì đối thủ đã có được bài học ở hiệp 1 và họ sẽ tập trung hơn trong những pha bóng kiểu như thế này. Lê Văn Đô, cú đá tầm thấp, bóng vẫn chạm đầu một cầu thủ bên phía Việt Nam. Quang Thịnh. Pha dứt chấp đã khiến cho hai cầu thủ rất đau. Victor Fijo đã chủ động tạo ra tình huống va chạm này với một tình huống lao lên từ phía sau rất mạnh. Vicky Fijo có chiều cao là 1m83. Người đã có tới 21 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Và mùa giải 2022-2023 thì Ricky Rijo cũng đã có 38 lần ra sân trong màu áo của câu bộ Persebaya, câu bộ đang thi đấu ở giải ngoại hạng Indonesia. Trong tình huống tranh chấp vừa rồi thì Quang Thịnh của chúng ta ở một vị thế bị động hơn. Rico Fio đã rất chủ động trong tình huống băng lên. Rất may là Quang Thịnh không có vấn đề gì và vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Có vẻ như bàn thắng được tính cho Marcelino. Bàn thắng thứ 3 của Marcelino ở giải đấu năm nay. Và đó đều là những pha dứt điểm chất lượng. Đó đều là những tình huống dứt điểm ở ngoài khu vực 16m50. Bàn thắng đầu tiên của Indonesia tại giải đấu năm nay, bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu gặp Philippines, cũng là một tình huống dứt điểm kỹ thuật của Marcelino. Vừa rồi là tình huống phản công được chuyền của Witan và tình huống băng lên của Marcelino Ferdinand. Mình không đến. Phan Tuấn Tài. Rất nhịp nhàng, không đến. Văn Tùng là người vừa lùi về. Bỏ chuyền vào. Văn Tùng nhà bóng, Lê Văn Đô. Chuyền vào. Lỡ nhịp mất rồi, rất đáng tiếc. Rất tiếc là sự thiếu quan sát, thiếu ăn ý giữa những người đồng đội bên phía U20 Việt Nam đã
làm lỡ mất cơ hội có thể cân bằng tỷ số 2 đều. Phút thứ 60 của trận đấu, đội tuyển Indonesia đang dẫn trước với tỷ số 2-1 trong trận đấu ở SEA Games 32. Nhưng cách mà cầu thủ U22 Việt Nam đang tiếp cận ở những phút tiếp theo tôi cho rằng là hợp thẻ lý. Thẻ vàng thứ 2 cho Anand Pramata và đó sẽ là thẻ đỏ dành cho cầu thủ hậu vệ biên trái của U22 Indonesia. Một quyết định rất chính xác của trọng tài Hegon Kim. Một tình huống phạm lỗi từ phía sau và ngăn cản tình huống bằng lên của Đức Phú. Anand xứng đáng với chiếc thẻ vàng này. Và từ phút này trở đi chúng ta sẽ chơi hơn người. Hiệp 1, Anand Pramata đã phải nhận một thẻ vàng. Và pha bóng này thì hoàn toàn xứng đáng với chiếc thẻ vàng thứ hai. Không hề có sự nhân nhượng nào đến từ trọng tài Hegon Kim của trọng tài đến từ Hàn Quốc. Chắc chắn là đã có tác động của Ahan trong tình huống vừa rồi. Và đó là một pha ngăn chặn tình huống phát triển tấn công có rất nhiều cơ hội cho đội tuyển U22 Việt Nam. Và việc Ahan phải nhận thẻ vàng thứ hai là hoàn toàn hợp lý. Anh Phương Nam có thể nhận thấy là trong khuôn khổ của SEA Games 32, qua từng trận đấu thì đội tuyển U20 Việt Nam có sự từng trải, có sự trưởng thành, phát triển, hoàn thiện mình qua từng trận đấu. Và có thể nhận thấy là khi mà chúng ta tập trung lực lượng, tập trung được cách chơi theo đúng ý tưởng mà huấn luyện viên đặt ra, chúng ta có thể tạo ra được một thứ được gọi là áp lực. Và đó là một trong những tiêu chuẩn mà chúng ta đang hướng tới. Hoàn toàn đồng ý với nhận định của anh Quang Tùng. Đó là những gì mà chúng ta đã phải ghi nhận về sự tiến bộ, sự quyết tâm và nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier. Chúng ta biết rằng quá trình chuẩn bị cho giải đấu năm nay gặp rất nhiều khó khăn với 5 trận đấu giao hữu thì thua là chính. Chúng ta cũng chưa định hình được lối chơi, thậm chí là bộ khung cũng chỉ kịp hoàn thiện trước giờ lên đường. Cao thủ cũng là một lứa cầu thủ không được đánh giá quá cao và có ít thời gian thi đấu tại những giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng chúng ta đã thi đấu tốt hơn từng trận. Võ Minh Trọng, cơ hội không được, đá bị ngăn lại bởi Ferrari ở bên ngoài sân. Khuất Văn Khang, một cầu thủ có tính đột biến rất cao, đang được huấn luyện viên Philippe Chuzier chuẩn bị đưa vào sân. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem khi hơn người, U22 Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào. Nhàn, Rico Fio cũng đã phải lúng túng pha bóng đi hết đường biên dọc. Có thời gian của phía sau trận đấu này còn rất nhiều, ít nhất là khoảng hơn 30 phút nữa. Thanh Nhàn liên tục là những tình huống pha bóng của các cầu thủ phòng vệ bên phía U22 Indonesia. Có thể là chúng ta sẽ không có sự góp mặt của Quốc Việt ở trận đấu bán kết này, nhưng những cái tên như Khuất Văn Khang hay Văn Trường, những người đang chuẩn bị vào sân, hoàn toàn có thể sẽ là những niềm hy vọng. Và bên phía đội tuyển U22 Indonesia cũng vậy, họ cũng cần phải có một sự thay đổi, cũng cần phải có một sự củng cố. Khoảng cách mong manh mà Indonesia đang có là điều hoàn toàn có thể thay đổi ở quãng thời gian còn rất dài trước mắt, trong thế mà Indonesia chỉ còn lại 10 người trên sân. Phước Văn Khang và Văn Trường, những người đã đá chính trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, những khoảnh khắc mà họ đã chơi tốt trong trận đấu gặp Thái Lan. Họ sẽ cần phải chứng minh được năng lực của mình trong thời điểm mà U22 Việt Nam đang gặp khó khăn trước U22 Indonesia. Đức Phú đã rời sân. Nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ xoay đội hình theo sơ đồ 4-4-2. Ngọc Thắng sẽ được đẩy ra đá hậu vệ bên phải. Phước Văn Khang sẽ chám vào vị trí của Minh Trọng. Bên phía U22 Indonesia thì huấn luyện viên Syafi cũng đã có những sự điều chỉnh. Witan, cầu thủ được coi như một ngôi sao trận tấn công của U22 Indonesia, được rút ra ngay ở phút thứ 64 và vào sân là một cầu thủ phòng ngự Rio Inham. Lần gần đây nhất bóng đá Indonesia lọt vào trận chung kết của SEA Games
môn bóng đá nam là năm 2019, và trong đó thì U23 Indonesia đã thua đậm U23 Việt Nam với tỷ số 0-3 trong trận đấu cuối cùng. Tại SEA Games 31 trên đất Việt Nam, đội bóng trẻ của Indonesia chỉ có được một tấm huy chương đồng sau khi bị thua ở vòng bán kết và thắng trong trận tranh giải ba trước Malaysia ở những loạt đá penalty. Vừa rồi là một tình huống tranh chấp thiếu kiểm chế của Văn Tùng. Văn Tùng không cần thiết phải thực hiện những động tác va chạm trong hoàn cảnh tranh chấp không có bóng như trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta đang có lợi thế hơn người và chúng ta cần phải có được sự bình tĩnh, sự sáng suốt. Hoàn toàn nhất trí với quan điểm của anh Phương Nam. Đây là lúc mà chúng ta hoàn toàn có thể bình thản để tiếp nhận những tình huống trên sân, không cần phải đẩy mọi chuyện trở nên căng thẳng trên mức cần thiết. Văn Tùng đang có một đối tác cần hết sức quan tâm, đó là Văn Trường. Tôi đang hình dung việc hai con người này chơi gần nhau sẽ tạo nên một bộ đôi có chất lượng cho đội tuyển U20 Việt Nam. Cho dù đó không phải là một phương án mà chúng ta thường xuyên được chứng kiến ở những chặng đường đã qua của giải đấu này, nhưng đó là một phương án có cơ sở, vì cả Văn Tùng, người đang có 5 bàn thắng tại SEA Games 32, cùng với Văn Trường, một người đã chơi với một sự thanh thoát và cảm giác thi đấu có thể nói là rất ổn ở trận đấu gặp Thái Lan, hoàn toàn có thể tạo ra được một sự kết nối. Văn Trường, nhà bóng hơi non. Các cầu thủ U22 Indonesia đã bắt đầu tập trung triệt để phòng ngự và phá bóng. Điều chúng ta cần đó là sự kiên nhẫn, đó là sự bình tĩnh để thực hiện nhiều những tình huống phối hợp và tạo ra sức ép nhiều hơn để đối thủ mắc sai lầm. Cần nhiều sự luân chuyển, cần nhiều đường chuyền, cần nhiều sự thay đổi hướng tấn công để tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ. Lối chơi của đội tuyển U20 Việt Nam vẫn đang nằm trong lộ trình mà ông Tuje đang muốn xây dựng cho bóng đá Việt Nam, đó là những pha bóng có tính kết nối cao và khả năng tạo lực lớn. Goal! Không được. Rất tiếc là tình huống dứt điểm một chạm của Văn Tùng lại một lần nữa không trúng bóng. Ngày hôm nay khá nhiều những pha bóng dứt điểm bằng chân của Văn Tùng đã không tốt. Như anh Phương Nam có thể nhận thấy là chúng ta phát động tấn công hiệu quả, chỉ có điều là chúng ta không có được cảm giác cuối cùng ở cú chạm bóng mang tính quyết định mà thôi. Tiếp tục là pha lên bóng của đội bóng áo trắng U23 Việt Nam. Bóng vẫn trong cuộc. Đó là nỗ lực cứu bóng của Khuất Văn Khang. Văn Khang vừa kỷ niệm sinh nhật tròn 20 tuổi cách đây 2 ngày trong trận đấu gặp Thái Lan. Đó là một trận đấu mà Khang được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chưa thể có được bàn thắng cho riêng mình sau khá nhiều những cơ hội. Hy vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày khác. Thanh Nhàn. Đường chuyền hơi vội của Ngọc Thắng. Huấn luyện viên Philippe Chuje đang đưa ra những chỉ dẫn cho các học trò của mình theo cách quan sát một cách cơ bản, thì có vẻ như là chúng ta cần phải phối hợp ngắn nhỏ với nhau, đưa trái bóng ra biên và sau đó sẽ thực hiện những tình huống tạt bóng về phía sau, về phía cột 2. Các cầu thủ của U22 Việt Nam cần phải nỗ lực, cần phải cố gắng hơn nữa, không nên để những trận đấu bị dừng lại, gián đoạn bởi những giai đoạn như thế này. Càng có thời gian nghỉ thì hàng phòng ngự của U22 Indonesia càng có thời gian để củng cố, để nhắc nhở, để động viên nhau, để sắp xếp lại cách thức tổ chức phòng ngự. Rất có thể là Thanh Nhàn không thể tiếp tục thi đấu nữa. Số 11
của U22 Việt Nam đã có một tình huống tiếp đất không tốt và có vẻ như Nhàn đã bị chẹo cổ chân. Đây là phút thứ 70 của trận bán kết 1 môn bóng đá nam tại SEA Games 32. U22 Indonesia đang dẫn trước U22 Việt Nam với tỷ số 2-1. Những chia sẻ lúc này thì Indonesia chỉ còn lại 10 người. Và những phút đã qua thì đội bóng áo trắng U22 Việt Nam đã là những người cuối cùng, những pha trả bóng mang tính quyết định với những cú dứt điểm lại không có được đầy đủ sự chính xác của cầu thủ U22 Việt Nam. Thiếu vắng đi Quốc Việt cũng là một trong những tổn thất khá lớn của U22 Việt Nam, một người có thể chơi tốt trong phạm vi hẹp với những kỹ năng xoay sở và dứt điểm một cách khéo léo, mềm mại và tinh tế bằng chân, tốt hơn Văn Tùng. Văn Tùng thì rất mạnh trong những tình huống không chiến, tình huống dứt điểm một chạm. Nhưng với Quốc Việt, chúng ta có thể hy vọng vào những pha xử lý có độ khó cao hơn. Huỳnh Công đến. Ngoài bên phải là Lê Văn Đô. Không loại bỏ được cầu vệ đối phương. Nếu như Thanh Nhàn không thể tiếp tục thi đấu thì lúc này chúng ta cũng không còn nhiều những mặt tấn công chất lượng. Đó có thể là Lê Quốc Nhật Nam, người có khả năng chuyền bóng tốt và có được khả năng đẩy lên cao hơn thôi. Tôi nghĩ rằng đó là một giải pháp hợp lý. Bây giờ là sự có mặt của Đinh Xuân Tiến, một người đã được sử dụng trong vai trò một cầu thủ ở trục dọc của U20 Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan, vừa có thêm một cú dứt điểm từ phía cầu thủ áo trắng. Cú đá không trúng đích, đó là pha dứt điểm của Khương Văn Khang. Tình huống ra chân từ khoảng cách 30m của Khương Văn Khang, một cú đá chìm căng, rất tiếc là bóng lại chạy cầu môn của khung thành cầu môn Hernando. Bây giờ thì các cầu thủ U22 Indonesia sẽ làm đủ mọi cách để trì hoãn hiệp 2 của trận đấu này. Người đang bị đau là Sanata và chúng ta cũng không biết anh bị đau trong tình huống nào. Rất tiếc là Thanh Nhàn đã bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Cầu thủ số 9 bị chấn thương nhưng thậm chí là anh cũng không cần rời cơn sân bằng càng. Và Sanata cũng đã được rút ra nghỉ, thay vào đó là tiền đạo dự bị Ifan Tahari. Một pha ngăn chặn tình huống phát triển cầu phạt có rất nhiều cơ hội cho tiền đạo có tốc độ. Chúng ta đẩy cao đội hình công tình công vừa rồi, thận trọng với những tình huống phản công của đối thủ với chân truyền xuất sắc Marcelo và tốc độ của Ifan. Nguy hiểm. Đó là cách mà các cầu thủ Indonesia đáp trả lại các cầu thủ U22 Việt Nam. Họ sẽ phòng ngự, tập trung phản công và tấn công theo tình huống. Vừa rồi là một tình huống ra chân rất hay của Taufani, bóng đi căng nhưng bay cho cầu thủ là bóng đã đi chạy khung thành của U22 Việt Nam. Ngọc Thắng, Thái Sơn cần phải để lên chơi cao hơn nữa. Phía sau vẫn còn Quang Thịnh, Phan Tuấn Tài. Khuất Văn Khang, quả tạt của Khuất Văn Khang rất khó chịu. Rất tiếc là Văn Trường đã không có được sự nhạy cảm cần thiết trong tình huống vừa rồi. Tình huống tạt bóng của Khuất Văn Khang là cực kỳ khó chịu, bóng đi ở đường dưới và bật đất. Cú phá bóng rất lúng túng của Ferrari. Trong pha bóng vừa rồi thì chúng ta không thấy được sự xâm nhập của Văn Tùng. Văn Tùng đã muốn di chuyển lại gần để phối hợp bật tường với Văn Khang.
Trong thành phần thi đấu của đội tuyển U22 Indonesia tại SEA Games này có tương đối nhiều những cầu thủ thuộc lứa U20, những người đã được chuẩn bị kỹ cho vòng chung kết giải U20 thế giới, giải đấu mà đáng lẽ ra đã diễn ra trên đất Indonesia. Nhưng với những gì mà chúng ta đã thấy cho đến thời điểm này của trận đấu gặp U22 Việt Nam thì khoảng cách giữa hai đội bóng là không nhiều, tính cân bằng là tương đối cao. Và quả thật là nếu với lực lượng như vậy thì tôi e rằng nếu như thực sự được tham gia vòng chung kết giải U20 thế giới, khả năng có được một kết quả tốt của bóng đá trẻ Indonesia cũng là không cao. Ở bên ngoài sân thì huấn luyện viên Siafi đang có những sự tính toán rất kỹ lưỡng đối với các trợ lý. Họ đang đưa ra những phương án để chống những quả tạt của U22 Việt Nam, những biểu cảm hết sức rõ ràng của hai vị cầm quân. Huấn luyện viên Philippe Chuzier thì nói rằng phối hợp ngắn nhỏ đưa bóng xuống sâu biên và sau đó là những quả tạt về phía sau. Và trong cái sự biểu cảm vừa rồi của Siafi, chúng ta cũng có thể thấy được là cách bóng nhắn nhủ với các trợ lý và các cầu thủ đó là Việt Nam đang tập trung tấn công biên, chúng ta cần có những phương án để ngăn chặn. Kể từ khi môn bóng đá nam tại SEA Games chỉ còn là giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi từ năm 2001 thì bóng đá trẻ Indonesia đã có 5 lần thất bại ở vòng bán kết. Nhưng đây là lúc mà họ đang có cơ hội để có được sự khác biệt. Họ sẽ có được một cơ hội lọt vào trận chung kết nếu như bảo toàn được cách biệt. Chúng ta đang được xem lại những tình huống ghi bàn của hai đội trong những phút đã qua. Những bàn thắng của đội tuyển U22 Indonesia đều xuất phát từ những tình huống ném biên. Một quả ném biên rất mạnh và nó chẳng khác gì một quả đá phạt góc. Sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia là sân đã tổ chức các trận thi đấu tại bảng A môn bóng đá nam trong những ngày thi đấu đã qua của SEA Games 32. Và mặt sân Olympic là tốt hơn hẳn so với những gì mà chúng ta đã thấy với mặt sân Prince của các trận đấu tại bảng B. Đây là mặt sân mà các cầu thủ Indonesia đã có điều kiện được làm quen trong suốt quá trình thi đấu tại vòng bảng. Phan Tuấn Tài. Thoát pressing hợp lý. Cầu thắng. Rất nhịp nhàng Lê Văn Đô. Khoảng trống. Được chuyền vào. Rồi. Người được lựa chọn là Đinh Xuân Tiến. Bóng bật chân Đinh Xuân Tiến và đi vào lưới chứ không phải là một pha dứt điểm có ý đồ chủ động của tiền vệ đến từ Sông Lam Nghệ An. Không sao cả, không sao cả. Vấn đề là áp lực của chúng ta, vẫn là cách mà chúng ta áp đặt được lối chơi và chúng ta tận dụng được thời cơ. Một pha đá phản chứ không phải là pha ghi bàn của Đinh Xuân Tiến. Những áp lực mà U22 Việt Nam tạo ra là đủ lớn để khiến cho đối phương phải mắc lỗi. Đó là điều quan trọng. Ngọc Thắng đã dâng cao để hỗ trợ tấn công.
Và có vẻ như những quả tạt của U22 Việt Nam cũng có ý đồ, vì nó luôn luôn là những quả tạt ở tầm thấp và bóng đi cực kỳ khó chịu. Chính xác là như vậy. Rõ ràng không phải là những pha bóng bổng để có thể khiến cho các trung vệ có tầm vóc của U22 Indonesia có thể phát huy được khả năng kiểm soát không gian của mình. Những tình huống ở tầm lưng chừng, những quả bóng ở tầm thấp rõ ràng sẽ khiến cho họ trở nên lúng túng hơn. Và vừa rồi là một ví dụ hết sức điển hình. Tình huống đá phạt lưới nhà thuộc về Bagas, hậu vệ số 2 bên phía U22 Indonesia. Bây giờ thì người nắm quyền chủ động của trận đấu này hoàn toàn thuộc về U22 Việt Nam. Chúng ta đang chơi hơn người và thời gian của quãng thi đấu chính thức thì vẫn còn hơn 10 phút nữa. Và thậm chí nếu như trận đấu bước vào hiệp phụ thì chúng ta vẫn là những người được hưởng sự lợi thế. Nhưng tôi vẫn tin là chúng ta có thể kết thúc trận đấu này trong quãng thời gian thi đấu chính thức 90 phút. Hoàn toàn có thể như thế. Thời gian còn lại vẫn còn rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng là yếu tố quan trọng nhất là chúng ta cần phải điềm tĩnh, đẩy tốc độ của trận đấu lên, tăng áp lực về phía đối phương. Không có nghĩa là chúng ta phải nóng vội. Từng bước từng bước, từng pha trả bóng một, chúng ta đẩy đối phương vào thế phải chống đỡ. Và tôi nghĩ rằng lợi thế hơn người là một vấn đề rất rõ ràng. Đó là chưa kể đến vấn đề khí thế, tinh thần, là yếu tố tâm lý khi chúng ta đã có được bàn gỡ. Quang Văn Khang đang trình bày với trọng tài Hegon Kim về tình huống va chạm của anh với Baga. Đó lẽ ra phải là một quả phạt dành cho U22 Việt Nam. Baga đã có những tác động với Quang Văn Khang cho pháo bóng và tiền vệ của U22 Việt Nam băng lên. Phan Tuấn Tài rất điềm tĩnh. Quang Văn Khang đây là những niềm vui của các cổ động viên Việt Nam, những người đang trực tiếp có mặt tại sân đấu Olympic quốc gia ở thủ đô Phnom Penh. Hôm nay thì U22 Việt Nam đang có cảm giác là họ được thi đấu trên sân nhà, rất đông các khán giả Việt Nam, những người đã đến sân với bộ trang phục cờ đỏ sao vàng. Văn Khang công đến đang xin bóng để chuyển hướng. Lý Xuân Tiến tình huống chạm bóng và áp lực của Đinh Xuân Tiến đã khiến cho Bagas đá phản lưới nhà. Văn Tùng và phản bóng từ phía sau nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Phản công cho các thủ U22 Indonesia. Faja Marcelinho vẫn là người cầm nhịp và điều tiết lối chơi của U22 Indonesia. Ivan Rio Fami đã có những tình huống tranh chấp thiếu quyết liệt của các cầu thủ U22 Việt Nam. Cuối cùng thì chúng ta đã giành lại bóng. Một người đã giữ được bóng là Văn Trường. Ricky Marcelinho và cắt bóng của Quang Thịnh. Khuất Văn Khang. Rất nhiều những cầu thủ áo trắng chưa sẵn sàng băng lên trong pha bóng vừa rồi. Còn quá đông cầu thủ U22 Việt Nam vẫn đang đứng ở phần sân nhà. Huỳnh Công đến. Chúng ta có lý do để chơi chậm rãi, chắc chắn. Lợi thế hơn người vẫn là một khác biệt. Phan Tuấn Tài. Huỳnh Công đến. Đường chuyền ở trung lộ. Văn Trường. Rồi, Văn Khang. Rất tiếc cho tình huống dứt điểm của Văn Khang, bóng lại đi đúng vào người của thủ thành Enado. Chỉ cần lệch khoảng nửa mét thôi là đã có bàn thắng cho U22 Việt Nam rồi. Pha phối hợp rất hay. Một tình huống chơi bóng rất kỹ của đội tuyển U22 Việt Nam. Đáng tiếc là cú đá bằng chuẩn không thuận của Khuất Văn Khang lại đi trúng vị trí của thủ môn đối phương. Bây giờ là quả đá phạt dành cho đội bóng áo trắng. Nhịp chơi tôi nghĩ rằng như thế là hợp lý anh Phương Nam ạ. Không cần phải vội. Rất hay, rất vâng. Rất hay, rất nhịp nhàng. Mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ tình huống dứt điểm cuối cùng của Quang Văn Khang.
pha đỡ bóng bước một và quyết định quất chân phải cũng là một quyết định nhanh và dứt khoát, chỉ có điều là may mắn chưa đến với Khuất Văn Khang thôi. Cú đá vừa rồi mà ăn được một chút bá ngoài để lái trái bóng về phía góc xa thì nó sẽ là một bàn thắng cực đẹp. Lê Văn Đô sẽ có cơ hội với quả đá phạt trực tiếp này. Tôi vẫn luôn chờ đợi Lê Văn Đô thực hiện những tình huống cố định ở SEA Games 32. Khuất Văn Khang cũng đang có mặt ở khu vực đá phạt, nhưng tôi nghĩ rằng khả năng dứt điểm sẽ thuộc về Lê Văn Đô nhiều hơn. Hơi thắc mắc một chút thì vì sao điểm đá phạt lại bị kéo xa hơn so với điểm mà chúng ta đã bị phạm lỗi. Điểm này thì cự ly đá phạt đến tới gần 30m, nó cũng không hẳn là một cự ly sở trường của Lê Văn Đô. Khuất Văn Khang, những cú đá ở cự ly này của Khuất Văn Khang thì có lực hơn, Lê Văn Đô là khoảng 25-26m. Quả phạt góc bên phía cánh trái cho đội tuyển U22 Việt Nam. Thời gian vẫn còn để lợi thế hơn người của đội tuyển U22 Việt Nam có thể phát huy. Và giả sử như trận đấu được kéo dài thêm những hiệp phụ thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò huấn luyện viên Philippe Trugier. Đánh đầu vẫn còn Lê Văn Đô. Nó giống như một cú dứt điểm hơn là một đường truyền của Lê Văn Đô. Đây là lúc mà U22 Indonesia buộc phải làm chậm nhịp độ của trận đấu. Nếu như họ cuốn theo lối chơi của đội bóng áo trắng, chắc chắn họ sẽ gặp bất lợi. Những lần dẫn điểm liên tiếp của Indonesia trong trận bán kết này thực sự là một nỗ lực, là điều mà chúng ta cũng có thể phải ghi nhận về chất lượng của bóng đá trẻ Indonesia vào thời điểm này. Nhưng với những gì mà thầy trò Philippe Trugier đã có trên lúc này, không phải chỉ là vấn đề hơn người, tôi vẫn đánh giá rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đang trên lộ trình phát triển một cách hợp lý, cho dù thế hệ những cầu thủ đang chơi tại SEA Games 32 không phải là những người được đánh giá quá cao về những phẩm chất cá nhân. Rất nguy hiểm, đó vẫn là Văn Tùng với những tình huống dứt điểm một chạm, và một lần nữa Văn Tùng cho thấy được kỹ năng chơi đầu của mình hay như thế nào trong tình huống bay người đánh đầu lái bóng về phía góc xa vừa rồi. Một đường truyền hơi nhẹ của Thái Sơn, nhưng Văn Tùng đã biết cách lướt lên trước mặt Ferry và thực hiện công tác đánh đầu lái bóng rất kỹ thuật. Lần này thì tài năng của thủ thành Edado đã cứu thua cho các cầu thủ U22 Indonesia. Nếu như Edado không chạm bóng thì rất có thể bóng sẽ bật mép trong cột dọc và đi vào lưới. Thái Sơn, Lê Văn Đô. Không hề về vị. Thái Sơn, Quang ơi! Thái Sơn! Rất đáng tiếc, quả căng ngang của Thái Sơn lại không đến với bất cứ một đồng đội nào phía trong. Vẫn còn Huỳnh Công Đến, dứt điểm. Sức kẹp là rất lớn. Vẫn là đội tuyển U20 Việt Nam có bóng. Hoàn hồ Lê Văn Đô trong tình huống ngăn chặn Marcelinho vừa rồi. Một tình huống pressing hay của cá nhân Văn Đô và các cầu thủ U20 Việt Nam. Đó là điều mà chúng ta cần, ép đối thủ và dâng cao đội hình sẵn sàng pressing, giành bóng hai và tiếp tục tấn công. Lê Văn Đô, lần này thì đường truyền của Lê Văn Đô đã không thể đến được với vị trí của Văn Trường. Một trận bán kết rất hay với những diễn biến sôi động và kịch tính. Cả hai đội bóng đều đã có được những bàn thắng đầu tiên trong hiệp 1, là những pha phơm được dàn xếp cách bài bản với những tình huống dứt điểm bằng đầu hay. Nhưng hiệp 2 là những bàn thắng có phần may mắn của cả Indonesia và của cả U22 Việt Nam. Bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra khi đối thủ, cầu thủ, một trong những cầu thủ chơi hay nhất của U22 Indonesia là Ahad Pramata phải nhận thẻ đỏ và rời sân. Đó cũng là thời điểm mà U22 Việt Nam đã bùng lên cách mạnh mẽ và có được bàn thắng cân bằng tỷ số. Chúng ta vẫn đang kiểm soát bóng, chúng ta vẫn đang có rất nhiều những lợi thế. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2. Đi Xuân Tiến, vẫn là Xuân Tiến,
công đến. Văn Trường. Lúc này U22 Việt Nam đang có tới hai cầu thủ trên tiền vệ tấn công để hỗ trợ cho Văn Tùng, đó là Văn Trường và Đinh Xuân Tiến. Phút thứ 90 của trận đấu và tỷ số đang là 2-2. Sức ép vẫn đang liên tục được tạo ra bởi đội tuyển U22 Việt Nam. Đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Vẫn còn rất nhiều cơ hội để cho đội tuyển U20 Việt Nam kết thúc trận đấu trong hai hiệp chính. Văn Trường. Quang Thịnh. Phan Tuấn Tài. Văn Trường. Quả tạt của Khu Văn Khang. Đợt phản công của U22 Indonesia. Quyền kiểm soát đã thuộc về đội bóng áo trắng. Đây là đợt phản công. Văn Tùng. Dứt điểm chiến tranh. Đáng khen cho sự quyết đoán của Văn Tùng trong tiếng vừa rồi. Hơi tiếc một chút cho pha trả bóng bằng chân không thuận của Văn Tùng. Một phong cách chơi rất hiện đại của Văn Tùng, rất đáng được biểu dương và cần phải được phát huy. Bù giờ thứ hai, hiệp hai sẽ vẫn còn khoảng 6 phút nữa cho những phút bù giờ. Thể thức SEA Games thi đấu ở SEA Games thực sự là khắc nghiệt với mật độ 2 ngày, 3 ngày một trận. Và cùng với đó, điều kiện thời tiết lúc này ở Campuchia, nhiệt độ thường xuyên ở mức 36 đến 40 độ C. Một cầu thủ có thể lực tốt như Fajar Checkman của Indonesia cũng đã cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi. Chúng ta cần phải hết sức tập trung trong tình huống này. Indonesia đã có được hai bàn thắng đều đến từ những tình huống cố định. Dewangda cũng là một trong những chân sút phạt cự phách của U22 Indonesia. Cần tập trung cả bóng 1 lẫn bóng 2. Dewangda. Rất may. Thẻ vàng. Lẽ ra phải có thẻ vàng cho Ricky Riho với tình huống chơi bóng thiếu fair play như vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Có thể nói đây là một pha dùng tay chơi bóng được không anh Tùng? Có thể hiểu là như vậy. Riho đã cố tình cản phá đường di chuyển của Quang Văn Chuẩn, kéo đối phương và thậm chí nếu như quan sát kỹ hơn có thể là cánh tay của Rito đã chạm vào bóng. Nhưng không có một chiếc thẻ vàng nào được rút được cả. Thực ra vào lúc này thì tình thế của Indonesia cũng đã là rất khó khăn rồi. Thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai vẫn khoảng hơn 4 phút nữa. Vâng, bây giờ là 4 phút. Vẫn còn đủ cho đội tuyển U20 Việt Nam. Trận tuyến đây, không được.
đá bóng sống của Văn Trường. Chậm lại một chút. Đó là những gì mà ông Chu Dê đang muốn nói với các học trò của mình. Đường chạy bóng của Lê Văn Đô thì là rất hay, nhưng Văn Trường hoàn toàn có thể khống chế thêm một nhịp trước khi đưa ra những lựa chọn tiếp theo. Một tình huống khống chế, và sau đó nếu như không có cơ hội dứt điểm thì hoàn toàn có thể thực hiện đường chuyền vào phía trong cho Đinh Xuân Tiến. Bóng đá giống như hầu hết các môn thể thao khác luôn cần phải nhanh, nhưng đôi khi người ta cần phải tĩnh lại một chút, chỉnh lại khoảng nửa nhịp, thậm chí là một phần tư nhịp, thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn và cơ hội sẽ là đủ lớn để có thể có được kết quả tốt. Được phản công cho đội tuyển U22 Indonesia. 3-3. Faza. Ivan. Rất tiếc là chúng ta đã để thua ở phút bù giờ thứ 6. Một tình huống phản công kinh điển của U22 Indonesia. Pha xử lý xuất sắc của Tofani. Bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 6. Thật sự là rất đáng tiếc cho đội tuyển U22 Việt Nam. Thời gian còn lại của hiệp thi đấu này vẫn còn, nhưng có lẽ là cực khó để có thể thay đổi được tình hình. Trước tình huống để thua này thì chúng ta đã chứng kiến một vài pha bóng mà đội tuyển U22 Việt Nam cho dù có đông người nhưng chơi phòng ngự không thật sự triệt để. Và với cú đá có thể nói là sắc như dao cạo vừa rồi thì Indonesia đã vừa lên thêm một lần nữa ở trận đấu này với pha ghi bàn của Muhammad Tofani. Đó là dấu chấm hết cho trận bán kết thứ nhất của môn bóng nam tại SEA Games 32. Nếu như cầu thủ Indonesia thành công với trận bán kết này thì đó cũng là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Họ đã chơi có thể nói là rất kiên cường. Nhưng cơ hội vẫn còn về mặt thời gian. Dứt điểm. Tình huống dứt điểm là của Đinh Xuân Tiến. Một pha dứt điểm chất lượng, nhưng một lần nữa bóng vẫn rất gần với vị trí của Hernando. Bóng đi vừa tầm với cái chân phải của Đinh Xuân Tiến. Cú vung chân là vừa đủ. Nhưng U22 Indonesia vẫn còn có một sự chuẩn xác trong tình huống phòng ngự cuối cùng. Pha chơi bóng bằng chân không hiệu quả của Quang Văn Chuẩn. U22 Indonesia có được một quả ném biên. Và thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai là còn rất ít. Lợi thế với một điểm số một lần nữa thuộc về đội bóng áo đỏ Indonesia. Và có lẽ họ sẽ là những người có mặt trong trận chung kết của môn bóng nam tại SEA Games này. Sự thay đổi người bên phía đội tuyển U22 Indonesia. Haykan vào sân để thay cho Marcelino. Tiếp tục là quả ném biên cho cầu thủ Indonesia. Vẫn còn một quả phạt góc nữa dành cho cầu thủ áo đỏ. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về phía đội tuyển U22 Indonesia.
Một trận đấu có thể nói là sôi nổi, kịch tính đã diễn ra trên sân Olympic giữa Indonesia và Việt Nam.